Thưa quý vị, mặc dù những ngày qua các đợt mưa lớn tại Đà Nẵng không kéo dài, tuy nhiên nước lũ từ thượng lưu đổ về đã làm mực nước dâng cao, gây ngập úng tại một số khu vực hạ lưu sông Cu Đê, Túy Loan. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Mặc dù đã được thông báo từ trước, tuy nhiên do nước lũ về dâng nhanh khiến mực nước tại vùng rau Túy Loan dâng lên rất cao, ngập sâu trong biển nước khoảng 1 mét. Không khỏi khiến các hộ dân xung quanh này lo lắng bất an. Nếu tình trạng mưa lớn vẫn còn tiếp diễn thì không khỏi tránh khỏi việc nước lũ sẽ dâng vào nhà dân trong chiều nay. Đây là nhà kho chứa rau sạch và vật tư nông nghiệp của Hợp tác xã Rau Túy Loan bị cô lập giữa biển nước. Thông qua hình ảnh ghi nhận sáng nay, tất cả các tuyến đường vào vùng rau Túy Loan cũng như thôn Túy Loan Tây đều bị ngập sâu. Theo người dân cho biết, mực nước dâng cao chỉ trong thời gian ngắn do các đợt mưa lớn kết hợp với nước lũ từ thượng lưu đổ về. Từ ở trên cánh đồng Trung Môn, ở trên quận Hiến nè, là nước bắt đầu mưa, là nước ở trên đó, họ thỏa đập bắt đầu lặng gì, gọi là không tỏa vô nhà, không tỏa nước lắng lắm. Nam Mô cũng bị hay, Nam Mô ngập là cũng đều bị hay trăng. Là có tiết thì ra, là ra, công nhận tới tiết thì ra là bắt đầu mưa, là có nước vô là ngập rồi. Cánh đồng mà ra đây để ngập hết. So với năm ngoái, thì việc ngập úng tại vùng rau Túy Loan trong đợt này được đánh giá nặng hơn. Tuy nhiên, nếu trời ngớt mưa nhiều tiếng liền, thì nước cũng sẽ rút nhanh. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phong đã chỉ đạo Hợp tác xã Rau Túy Loan thu hoạch phần lớn rau màu cũng như dọn dẹp cất giữ vật tư nông nghiệp nên không xảy ra thiệt hại nhiều. Xã cũng đã sẵn sàng các giải pháp hỗ trợ khắc phục ngập lụt cho người dân trong khu vực này. Lãnh đạo Ủy ban xã Hòa Phong từ đoàn ủy, hội đồng dân, Ủy ban dân đã chỉ đạo cho các đội xung kích cũng như là lực lượng trực thường xuyên tại cơ quan 24/24. Bên cạnh đó thì Ủy ban xã trong đi kiểm tra thường xuyên có tuyến đường mà thường xuyên có ứ đọng nước gây ngập úng thì từ đó thì để cảnh báo nhân dân. Qua ngày 18/11 mà hết mưa thì chủ Ủy ban xã đã chỉ đạo cho Hợp tác xã Rau và tất cả thành viên đăng xã viên thì thứ nhất là dọn dẹp cái khu nhà làm việc và khu sơ chế. Cái thứ hai là dọn dẹp tất cả các cỏ, các cây rồi trên cánh đồng và để chuẩn bị vào cái vụ sản xuất, cái vụ Tết để phục vụ cho cái năm 2024. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ về đợt mưa từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 11, thì khả năng sẽ tiếp tục có một đợt lũ trên sông của Đà Nẵng trong những ngày tới. Các địa phương, khu vực hạ lưu cần cảnh giác với mực nước dâng cao và chủ động các biện pháp khắc phục ngập úng tại các vùng trũng thấp.